về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Chào mừng các em đã quay trở lại với môn đạo Đức 1. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về chủ đề phòng tránh tai nạn thương tích. Ở chủ đề này chúng ta đã tìm hiểu về bài số 12 là phòng tránh khi em bị ngã. Và hôm nay chúng ta sẽ sang bài số 13 khi chúng ta bị thương do các vật sắc nhọn. Bài 13, phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn. Vậy theo em, các vật sắc nhọn là gì và vì sao chúng ta cần phải phòng tránh? Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào phần 1, đó là phần khởi động. Ở phần khởi động thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vật sắc nhọn là những vật như thế nào. Và cô sẽ cung cấp thông tin cho các em. Vật sắc nhọn là những vật được tạo ra từ mạch thủy tinh, mạch sành, sứ, dao, kéo, kim băng, cưa, dùi, đục, hàng rào hay là cành cây khi bị gãy. Hay là dùi, đục này, hay kim băng, hay là mạch sành, mạch thủy tinh khi bị vỡ. Vậy, đã bao giờ em bị thương do các vật sắc nhọn gây ra chưa? Câu trả lời thì tùy vào mỗi bạn. Có bạn là rồi, có bạn là chưa. Nhưng theo em thì khi em bị các vật sắc nhọn đâm vào tay thì em cảm thấy như thế nào? Nếu có thì việc đó đau hay không và chảy máu hay không? Với việc chảy máu đó thì em có sợ hay không? Đây là câu trả lời và các bạn sẽ về nhà để chia sẻ với người thân trong gia đình, đúng không? Được rồi, sau khi tìm hiểu xong phần khởi động, chúng ta sẽ sang phần khám phá. Ở phần khám phá, chúng ta sẽ cùng nhau xem các bức tranh và lưu nhận xét. Em hãy nêu những việc làm của các bạn trong tranh và việc làm của các bạn trong tranh đã có những ảnh hưởng và hậu quả gì. Bức tranh số 1 là hai bạn nhỏ đang giành nhau chiếc kéo, đúng không ạ? Bức tranh số 2 là bạn nhỏ này đang ngậm hay là đang nghịch một vật sắc nhọn ở trong miệng. Và bức tranh số 3 là bạn nam đang giơ một chiếc dùi đục vào người bạn nữ. Vậy, theo em, hậu quả gì sẽ diễn ra? Bức tranh số 1 là giằng kéo nhau khi có đầu nhọn. Bức tranh số 2, ngậm đầu nhọn một chiếc bút vào trong miệng. Và bức tranh số 3 là chĩa đầu nhọn của chiếc tua viết vào người bạn nữ. Việc làm như vậy thì với việc làm của bạn nhỏ trong tranh số 1 thì sẽ dẫn đến bị thương khi kéo bị văng vào người, bị mặt. Còn bạn nhỏ trong tranh số 2 là ngậm đầu nhọn của chiếc bút vào miệng thì sẽ làm cho miệng mình bị bắn, đầu nhọn đâm vào lợi, đâm vào tủy thì sẽ gây ra bị thương và chảy máu. Còn bạn nhỏ trong tranh số 3 có thể chiếc tua viết đó đâm vào người bạn nữ thì sẽ khiến bạn bị đau và bị chảy máu. Vậy thông qua ba bức tranh này thì việc làm nào cũng khiến các bạn bị thương hay là rất nguy hiểm, ví dụ như hai bạn nhỏ bị mũi kéo, đầu nhọn của chiếc bút bi và đầu nhọn của chiếc tua viết đâm vào thì sẽ gây ra thương, gây ra bị đau và rất là nguy hiểm. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần B, đó là cách phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn. Theo em thì có những cách phòng tránh nào để phòng tránh khi chúng ta bị các vật sắc nhọn đâm vào người? Ở đây thì cô có những bức tranh. Những bức tranh này ví dụ như là chúng ta không chơi đùa chạy nhảy ở gần đồ đạc có những vật sắc nhọn, ví dụ như không chơi ở chỗ để dao, hay là không đi, không chơi ở chỗ công trường đang thi công. Không dùng vật sắc nhọn để chơi, ví dụ như không dùng kéo,
dao hay là tô mít để chơi. Không ngậm các vật sắc nhọn vào trong miệng. Không chơi đùa trên sàn có các mảnh thủy tinh, mảnh sứ. Đây, ví dụ như bức tranh cô đang chỉ vào. Ở công trường đang thi công thì có rất là nhiều đinh, nhiều vật sắc nhọn như đinh này, tua vít này, hay là cưa. Vì vậy các bạn không nên chơi đùa ở đó. Và cuối cùng là không dùng tay để nhặt những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đó sẽ làm tay của chúng ta bị đứt và chảy máu. Vì vậy các bạn phải nhớ cho cô, phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn thì có những biện pháp này. Và những biện pháp này sẽ giúp các em đỡ bị đau, giúp các em tránh khỏi những tai nạn, tránh khỏi những thương tích. Chúng ta sẽ cùng nhau sang phần C, đó là cách sơ cứu khi bị thương. Ở đây cô có những bước sau. Bước 1, rửa tay sạch và sau khi sơ cứu chảy máu. Đây, rửa tay dưới vòi nước sạch. Bước 2, rửa vết thương bằng nước sạch, có thể rửa vòi với nước lạnh. Đây. Bước 3, đặt miếng gạc lên vết thương. Và bước cuối cùng là băng lại hoặc dùng băng keo băng kín. Việc dùng băng keo băng kín sẽ giúp chúng ta không bị chảy máu ra ngoài, tức là giúp chúng ta cầm máu, không bị mất máu. Rồi, đó là phần bài học. Và ở đây cô có những lưu ý là nếu vết thương chỉ bị xước da hay dớm máu thì không cần băng, mà để họ cho vết thương dễ khô, để dễ bị lành. Còn ngược lại, nếu vết thương vẫn tiếp tục chảy máu nhiều sau khi đã băng thì phải đến cơ sở y tế và xử lý khám chữa bệnh. Đây là những ví dụ mà cô đưa ra, là khi vết thương bị không bị chảy máu quá nhiều mà chỉ bị xước da hay dớm máu thì chúng ta hãy lau qua cồn hoặc là lau qua sát trùng và để khô. Để khô và sẽ làm cho vết thương nhanh lành hơn. Còn ngược lại, với việc mà chảy máu quá nhiều thì chúng ta hãy đến bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh gần nhất. Và chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Ở phần luyện tập sẽ củng cố cho các em về cách phòng tránh khi các em bị tổn thương do các vật sắc nhọn gây ra. Ở bài số 1 là cùng nhau chơi trò mê cung và tìm đường đi an toàn. Ở trên các đường này có xuất hiện những chướng ngại vật, là các vật sắc nhọn như kéo, dao, tua vít hay là những mảnh sàn chai bị vỡ. Vậy theo em, bạn nhỏ này nên đi đường nào để về nhà an toàn nhất? Có rất nhiều đường đi, nhưng ở mỗi đường đi thì lại có chướng ngại vật khác nhau. Vì vậy các em cần phải thật thông minh, thật khéo léo để tìm đường về nhà cho bạn nhỏ, được không ạ? Và ở đây, cách của cô là cô sẽ đi theo những men đường, và men đường thẳng sẽ không xuất hiện những chướng ngại vật. Đây, hãy nhìn, để ý con chuột của cô, và cô đã về được đến nhà. Hay đây, chúng ta hãy nhìn sang bức tranh bên cạnh là đường trở về nhà. Đầu tiên chúng ta đi thẳng, sau đó rẽ phải, đi thẳng, rẽ phải và đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải và rẽ trái, và cuối cùng chúng ta đi thẳng là trở về được đến nhà. Vì vậy, có rất nhiều cách để trở về nhà, nhưng chúng ta nên trở về nhà một cách an toàn nhất và không để không gặp những chướng ngại vật nguy hiểm, không để chúng làm hại đến bản thân ta. Và khi tránh được những vật chứa những sắc nhọn hay là những đường thẳng chứa mảnh chai sắt, thủy tinh hay kéo thì sẽ giúp bạn nhỏ trở về nhà an toàn hơn. Tiếp theo đến với phần B là tình huống em nên làm gì. Ở tình huống 1 là các bạn đang chơi trò trốn tìm. Bạn Linh và bạn Tâm rủ nhau trốn ở bụi tre. Theo em, Tâm nên làm gì và vì sao?
có nghe theo lời Mạnh Linh không? À, chắc chắn là không, bởi vì Tâm nên bảo bạn đừng trốn ở bụi tre để tránh bị gai tre đâm vào người và gây thương tích. Và việc chúng ta vào được bụi tre rồi, nhưng khi chúng ta đi ra được hay không mới là điều quan trọng. Tiếp theo, tình huống số 2 là Huy rủ Trinh dùng đũa nấu ăn để chơi đấu kiếm. Theo em, Trinh nên làm gì và vì sao? À, Trinh nên từ chối và khuyên Huy không nên dùng đũa nấu ăn để chơi đấu kiếm vì đó là rất nguy hiểm và dễ làm hai bạn bị thương, nhất là khi chọc phải mắt hoặc là vào người nhau, đúng không ạ? Chọc vào mắt thì sẽ dẫn đến mắt bị đau hoặc sẽ đến họng mắt, hoặc chọc vào miệng mũi thì dẫn đến chảy máu, đúng không? Tiếp theo, sau khi xử lý xong bài em nên làm gì và nhìn tranh lẹ chơi trò mê cung thì chúng ta sẽ sang phần C, đó là cùng bạn thực hành sơ cứu vết thương khi bị chảy máu. Chúng ta có 4 bước. 4 bước này giống như là 4 bước chúng ta vừa tìm hiểu bên trên và các bạn sẽ đọc lại cho cô sẽ không nhắc lại nữa. Và sau đó chúng ta sẽ đến phần tự liên hệ. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc và bây giờ là phần tự liên hệ của các em. Là các em hãy cùng bạn xác định những bàn với đồ dùng trong lớp học có góc cạnh chứa vật sắc nhọn khi và cẩn thận khi di chuyển hoặc sử dụng và nhờ bố mẹ, anh chị em trong gian nhà sử dụng kéo một cách an toàn nhất và hãy cùng nhau bọc lại những vật có góc nhọn hay là sắc ở bàn ghế trong gia đình. Và điều cuối cùng là chúng ta hãy cùng nhau thực hiện là không dùng vật sắc nhọn để chơi nghịch, không chạy nhảy, không nô đùa những vật sắc nhọn hay là không đi lại trên những sàn nhà có những mảnh thủy tinh, mảnh sành sứ vỡ hay là có những vũng nước đầy. Và sau khi học xong bài ngày hôm nay thì cô và các em có lời khuyên đó là em nên thực hiện những việc làm cần thiết để bảo vệ bản thân, phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn. Ở chủ đề phòng tránh khi bị thương tích và tai nạn, chúng ta đã tìm hiểu bài số 13 là khi em bị ngã, bài số 12 là khi em bị vật sắc nhọn. Sau đó các bạn hãy tìm hiểu và hãy rút ra cho cô những bài học để từ đó tránh phạm phải những sai lầm để tránh gây thương tích cho bản thân chúng ta. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.